Ok rồi, bây giờ đây thì sẽ có một số những cái dạng câu hỏi như sau nào. Chúng ta cùng thử nhìn vào này xem là với những dạng câu hỏi này người ta đang muốn chúng ta đưa ra thông tin liên quan tới chủ đề gì nhá. Nào, đầu tiên đi, ở what types đúng không? Bạn thích cái kiểu gì này? Rất là dạng câu hỏi mà trong đó người ta bắt lớp mình nêu ra cái loại, cái kiểu của một đối tượng nào đó. Rồi, cái dạng câu hỏi số 2 đi. Quyên nào? Mục đích sử dụng ạ. Mục đích sử dụng computer đúng không? Và câu hỏi này nó đang bắt đầu bằng một cái từ để hỏi đấy là gì đây nhỉ? What ạ? What? Đúng rồi. Vậy thì Quyên thấy cái dạng câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi này có phải là một dạng câu hỏi phổ biến trong bài thi IELTS Speaking của mình không? Có ạ. Chắc chắn là có đúng không? Vậy thì dạng câu hỏi số 2 của chúng ta lớp mình hiểu này nhá, nó sẽ là dạng câu hỏi WH question. Câu hỏi về who, về what, về where, về when và về why. Nào, dạng câu hỏi số 3 đi, thầy nhờ Thuận nào. Bạn có thường làm việc này hay không? Bạn làm việc này bao lâu một lần? Thì nó sẽ là dạng câu hỏi được quy thành là how often. Câu hỏi về frequency. Cuối cùng này, would you like to move to another country in the future? Hưng nào Hưng ơi, câu hỏi này nó bắt mình nêu thông tin về thời điểm nào đấy nhá. Nêu ra ý kiến về tương lai ạ. Đưa ra dự định của mình về tương lai đúng không? Đó là dạng câu hỏi bắt đầu bằng would nhé. Đó, đúng rồi. Lớp mình nhớ nhá, một cái câu trả lời cơ bản của chúng ta và dùng được cho rất nhiều dạng câu hỏi khác nhau á, nó sẽ bao gồm 3 thành phần chính. Thứ nhất thì chắc chắn là chúng ta sẽ luôn luôn cần một câu answer chính rồi. Answer xong thì mình sẽ đưa ra cho thầy reason để ủng hộ cho nó, để back up nó, để giải thích nó. Và cuối cùng thì cho thầy example để chứng minh là cái câu trả lời của tôi nó đúng, cũng như là để kéo dài câu trả lời của chúng ta ra. Đúng rồi. Vậy là một câu trả lời của chúng ta sẽ được xây theo trình tự như thế nào? Thì đây nó sẽ có trình tự đấy là opening phrases này, answer, reason và extension. Bây giờ người ta hỏi là bạn thích cái loại nào đúng không? Thì thấy thầy nói là gì? À, tôi thích rất nhiều loại trước đã. Người ta hỏi là bạn thích xem kiểu phim gì? À, tôi thích xem rất nhiều kiểu phim đúng không? Tôi xem cả phim hoạt hình này, tôi xem cả phim kinh dị này, tôi xem cả phim siêu nhân nữa. Vậy thì ở đây nào thầy lại có một bài tập nho nhỏ dành cho lớp mình đây. Đó sẽ là giúp thầy điền những từ dẫn này vào đúng cái mục đích sử dụng của chúng nó để chúng ta xây dựng được cấu trúc câu trả lời nhá. Rồi, nào đầu tiên, another kind of something would be thì mình sẽ điền vào đâu nhỉ Hưng nhỉ? Extension. Extension đúng không? Ok, very good. Rồi, tiếp theo nào. I suppose the reasons for this is that thì nó sẽ là cái nào rồi? Về phần reason ạ. Chắc chắn nó là phần reason đúng không? Very good. Rồi, thầy cảm ơn Hưng nhá. Nào, tiếp theo xin mời Quyên nào. Well, actually, there's quite a wide range of something. Nó thuộc phần opening phrase. Đúng rồi, opening phrase đúng không? Người ta hỏi là bạn thích cái gì? Và mình trả lời rằng là tôi thích những liệt kê ra. Tôi thích nhiều cái đúng không? Và đó là những cái nào đây? Đúng rồi. But I think, I guess the most popular would be. Cái này người sẽ điền nó vào đâu nào? Answer. Answer. Rồi. Nào, tiếp theo chúng ta có là in addition to this, this simply because là điền vào đâu nhỉ? Điền vào reason ạ. Reason, đúng rồi, ok. Well, you know, there is a mixed variety of something. À, vô phần opening phrase. Đúng rồi, opening phrase đúng không? Cuối cùng nào, chốt lại cho thầy cái cuối luôn. And the explanation là thầy. Reason ạ. Reason luôn đúng không? Còn beside và in addition to thì sẽ điền vào extension, đúng chưa? Vậy thì ở đây lớp mình thấy nhá, chúng ta sẽ có một cái trình tự xây dựng câu trả lời của chúng ta như thế này. Và nếu như lớp mình xây dựng nó theo cái cấu trúc này thì cái ý chúng ta muốn truyền tải ra ở đây sẽ là gì? À, thực ra bây giờ anh hỏi tôi về cái việc mà tôi thích đúng không? Thì tôi có rất là nhiều những cái khác nhau tôi có thể nói về nó. Nhưng cái quen thuộc nhất mà tôi muốn nói ở đây là gì đây? Đó, thì cái cấu trúc này thì mình sẽ chỉ cần là đưa ra một đối tượng thôi, đúng không? Nhưng mình sẽ vẫn ngầm định cho người ta được là gì? Có rất là nhiều loại. Ok. Rồi nhá, vậy thì đó sẽ là dạng câu hỏi đầu tiên của chúng ta. Vậy thì để luyện tập ở phần này một chút thì thầy sẽ lại có một bài tập như sau. Lớp mình xem giúp thầy này. Trong bài tập này thầy đang có một cái câu trả lời nó đang hơi bị đục lỗ một chút, đúng không nào? Và nhiệm vụ của lớp mình bây giờ đơn giản là giúp thầy